Biết đâu dính được con cá to sao? À, loại cá này ăn cũng câu cũng cảm giác mạnh mẽ lắm đó nha các bạn. Bịch đấy em. Lan tiếp cá này nó ăn không có hao mòi nha.
ôm nó lại luôn. Câu con cuối đi Thiện ơi. Dài rồi đó, câu con cuối đi. Dài hả? Giờ dài hả? Dài rồi đó. Rồi câu con cuối nha mọi người ơi. Cá thì nhiều lắm. Mà bây giờ lép nó dài quá rồi. Nhảy lên đi ơi. Chết rồi, nó nhảy lên rồi nè. Câu thì còn bao la cá luôn. Rồi con cuối cùng mọi người ơi. Nói đi. Rồi. Chúc các bạn vui vẻ nha. Nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Tiếp đến đây là hết rồi mọi người ơi. Cho mọi người xem thành quả cái đã. À, cho mọi người xem thành quả đã. Nè. Chọc vô bụng bụng ở nó đi. Cả ký ha. Bây giờ chắc được cả ký rồi đó. Ây da. Ôi. Sao kỳ vậy? Mình mới vừa đụng cho nó dương còi lên nè. À. Đó, hàng chi nè các bạn. Đó, mình đụng vô nó dương còi lên. Con quỷ. Còn con nữa nè. Còn con đây nữa nè. Cá này nó điếm quá à. Đó, dính rồi. Đâu? Dính rồi coi, dính rồi. Đó, đụng nó cái nó vươn còi lên. Con quỷ. Rồi. Bịch đó. Rồi, nghỉ đâu mọi người ơi. Rồi, chào tạm biệt mọi người nè. Chào tạm biệt mọi người. Đâu có dính đâu. Ừ. Để nó đi. À, nó ăn hết rồi, không dính đó. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha.